Số 3 dành số mấy quý vị? 17. Số 9, Thùy Dung Cao. Xin được chúc mừng thí sinh bằng số dành 11, Vân Anh Nguyễn. Số mấy nha quý vị ơi? Số 21, Hồng Thắm Nguyễn. Xin chúc mừng thí sinh mang số danh không hề may mắn, nhưng chị lại rất là may mắn buổi tối ngày hôm nay. Thí sinh mang số danh 13, Lily Nguyễn. Và số bốc danh 16, Tiên Đặng. Wow! Cùng với chúng tôi chúc mừng cho thí sinh mang số danh 24, Dung Nguyễn. Và người kế tiếp mang số báo danh 17, Janelle Cao. Yes. Xin chúc mừng thí sinh kế tiếp mang số báo danh 05, An Nguyễn. Chỉ còn 2 người nữa thôi quý vị ơi, số mấy quý vị? 3, số 8. Đúng rồi, số 8, Trâm Nguyễn. Và thí sinh cuối cùng của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay sẽ bước vào top 12. Hãy cùng với chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 22, Rebecca Bùi. Xin cảm ơn các thí sinh còn lại một lần nữa. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you. Và bây giờ, vâng thưa quý vị, top 12 thí sinh của chúng tôi sẽ bước ngay vào phần thi ứng xử. Theo thứ tự thì Thùy Vân và Lê Việt Hùng sẽ mời từng thí sinh. Và sau khi các em trả lời thì xin mời các em rời chỗ để cho nhường sân khấu cho người kế tiếp. Bây giờ là Lã Kỳ Anh đứng cạnh đây, mời em bốc số cho câu hỏi của mình đi. Một cô gái rất đẹp, phải không thưa quý vị? Vâng thưa quý vị, câu hỏi số 1, câu hỏi của em như sau. Hãy kể về một trải nghiệm nào đó mà khiến bạn cảm thấy thay đổi nhiều nhất. Mời em. Trước tiên cho em gửi lời chào tới ban giám khảo cùng tất cả toàn thể khán giả đang có mặt trong khán phòng buổi tối ngày hôm nay. Đối với em, trải nghiệm lớn nhất để làm cho em có thể thay đổi đến bây giờ đó là em sinh ra trong một gia đình không được khá giả. Em đã từng phải nghỉ học năm lớp 6 bởi vì không có tiền đóng học. Và trong thời gian 10 ngày thì sau đó hiệu trưởng cùng với trưởng công an của xã Đại Đào đã đến và hỏi lý do là tại sao em nghỉ học. Và vì em không có đủ điều kiện để đóng tiền đi học. Cũng rất là may mắn là em năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi và là lớp trưởng nữa. Và nhờ cái lần đó thì em đã được hiệu trưởng của trường cũng như công an của xã Đại Lào, tức là nơi mà em được lớn lên tại đó, đã cho em được cái sổ xóa đói giảm nghèo và em được đi học. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được nhận sự bảo trợ của xã hội để học tập. Và em cũng rất tự hào là em đã học hết được đến năm 12, sau đó tốt nghiệp á khoa vào trường đại học sân khấu điện ảnh, khoa diễn viên. Và hiện tại bây giờ thì em tiếp tục học tại New York, trường điện ảnh New York, khoa sản xuất phim. Em nghĩ là đó là cái lý do mà em luôn luôn cố gắng vươn lên để có ngày hôm nay, và gia đình em đã thành công hơn để cho em tiếp tục được học và theo đuổi cái đam mê của em. Đó là những gì mà em cảm thấy là mình may mắn và em luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt hơn nữa, sau này trở thành một người không những là đem những tác phẩm nghệ thuật vào trong đến với khán giả, và đồng thời em cũng mơ ước là sau này mình có thể cống hiến được nhiều thứ hơn cho xã hội và những người nghèo khổ. Đó cũng chính là cái mà em đã từng được trải qua. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Lã Kỳ Anh. Một phần trả lời rất là cảm xúc đã vào trong thì xin mời số. Bây giờ thì xin mời thí sinh kế tiếp của chúng tôi. Số 20, Sandy đấy. Vâng. Câu hỏi của Sandy là đây. Đối với em, thông minh và trung trực, điều nào là điều quan trọng nhất để đem lại sự thành công trong cuộc sống và tại sao?
thông minh và trung trực. Dạ thưa em, xin chào toàn bộ. Công tác và ban giám khảo đó là câu trả là trung trực, vì trung trực là thật thà, là uy tín, sẽ đem lại mọi thành công trong lĩnh vực. Đơn giản là quý vị thông minh và nóng đá cũng không thành công được bản thân. Cảm ơn Sandy, cảm ơn Sandy rất nhiều. Và Thùy Dung Cao, xin mời Thùy Dung chọn câu hỏi của mình. Trước tiên thì khen cái đầm đẹp quá rồi chứ. Wow, yeah. Câu hỏi của Thùy Dung như sau: hãy kể về một thành tựu làm cho bạn cảm thấy tự hào nhất từ trước đến giờ. Thùy Dung xin trả lời câu hỏi của mình. Tại vì thấy thời gian nó cũng quá trễ rồi. Thì Dung là kinh doanh, là một nữ doanh nhân tại Việt Nam. Dung kinh doanh ngành mỹ phẩm khoảng được hơn 15 năm. Và 6 năm gần đây thì Dung có một doanh nghiệp riêng chuyên sản xuất về mỹ phẩm. Hiện đang bán trong nước và xuất khẩu trên 10 nước trên thế giới, đó là thương hiệu Top One. Và chuyên về trị nám, mụn và đẹp dáng. Và hiện hơn khoảng 5 năm nay thì Dung đã giúp trên một trên phải nói trên 1 triệu phụ nữ đã có một làn da rất là tự tin. Nhưng mà điều đó cũng chưa có đáng tự hào rằng Dung đã giúp được trên vài ngàn phụ nữ rất là bình thường, họ có một cái nhan sắc bình thường, không có có điều kiện kinh tế. Và nhờ vào cái sản phẩm của Dung, giờ đây họ đã có một cái cuộc sống rất là ổn định, kinh tế của họ đã khấm khá và rất là tự tin. Họ đã mua được nhà, mua được xe và làm chủ kinh tế của mình. Và cái điều đó là cái điều mà tới giờ phút này Dung vẫn còn rất là tự hào. Dung xin cảm ơn. Cảm ơn Dung rất nhiều. Hy vọng quý vị nào mà muốn sau đó giảm nghèo, muốn có kinh tế vững chắc, muốn có một sắc đẹp tốt, hãy đến với Thùy Dung. Xin mời Hồng Thắm trả câu hỏi của mình. Đây là hình như là thí sinh có số danh 11 là Vũ Vân, đúng không? Vân Anh Nguyễn, mời Vân Anh Nguyễn. Câu hỏi của Vân Anh Nguyễn. Ok, rồi, mời con số. Người phụ nữ nào là thần tượng của bạn và vì sao? Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý khán giả và quý khán giả của tối hôm nay. Dạ, người em xin trả lời là người em thần tượng nhất là có lẽ là mẹ em, người đã sinh ra em, dạy dỗ em nên người. Và mẹ cũng là người dẫn dắt em những bước đi đầu tiên, và cũng dạy cho em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống cũng như trong xã hội. Em xin hết ạ. Cảm ơn Vân Anh Nguyễn. Xin mời thí sinh mang số danh 21 Hồng Thắm Nguyễn đến với phần thi ứng xử của mình. Câu hỏi của Hồng Thắm Nguyễn như sau: bạn có phải là người giàu lòng nhân ái hay không? Hay bạn hãy trình bày vài điều nhân ái mà bạn đã làm. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các vị quan khách và ban giám khảo trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Câu trả lời của em là một người có tấm lòng nhân ái thì hầu như ai cũng có điều đó. Với em, để có tấm lòng nhân ái, chúng ta không cần thiết phải có nhiều tiền hoặc là phải trao đi. Chúng ta chỉ cần trao đi tình thương của mình thì điều đó cũng có thể là gọi là nhân ái rồi. Mình cũng có thể, mình không có điều kiện về tài sản nhưng mà tình cảm của mình trao đi thì mọi người vẫn thấy hạnh phúc quá nhá. Chỉ cần một cái tin từ là nhân ái đúng không? Rồi, cảm ơn em thật nhiều. Thì xin kế tiếp, xin mời người đẹp mang số danh 13. Rồi, Lily Nguyễn. Mời Lily Nguyễn bốc số của mình ngày hôm nay. Câu hỏi dành cho Lily Nguyễn như sau: bạn hãy cho biết trong đời sống bình thường
Người phụ nữ nào bạn ngưỡng mộ nhất và vì sao? Dạ, xin phép được trả lời câu hỏi của anh Hồng. Người phụ nữ mà em thần tượng nhất là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, chịu hy sinh và yêu thương em vô điều kiện. Cô ấy là một người bạn và là người đã dạy cho em cách sống tự lập từ lúc mà em còn rất nhỏ, là người đã chia sẻ và giúp đỡ em trong cuộc sống hàng ngày. Vâng, người phụ nữ ấy đó chính là người mẹ yêu quý của em. Nếu không có mẹ thì sẽ không có em ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn cực nhiều. Và xin mời số báo danh 16, Tiên Đạt. Câu hỏi của Tiên Đạt: hãy nêu ví dụ về một mục tiêu mà bà đã đặt ra và cách hoàn thành nó. Em cảm ơn câu hỏi của hai MC. Em xin chào quý khán giả và ban giám khảo. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Mục tiêu mà em đặt ra đó chính là chứng minh được bản thân của mình, được công nhận về nhan sắc, về trí tuệ và về nhân cách của mình. Đó là lý do cho em tới cuộc thi ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Rất ngắn gọn và xúc tích, đúng không ạ? Cảm ơn em thật nhiều. Sau đây xin mời thí sinh mang số danh 24, Dung Nguyên đến từ New Orleans. Mời chị. Câu hỏi của Dung Nguyên như sau: trong công việc cũ của bạn, thành tựu lớn nhất bạn đã được là gì? Tức là thừa hưởng được từ bố mẹ những cái thành quả, lao động từ bố mẹ rồi mình tiếp tục cố gắng để mình tiếp tục kiếm ra tiền để giúp cho gia đình nhỏ của mình. Ok, dạ vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị. Xin mời thí sinh mang số danh 17. Câu hỏi của bạn xin được trả hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. What is your most unforgettable family experience? I think my first most unforgettable family moment was when I left for school for London, and the second time, and my whole family was there. My grandfather, I've never seen him cry before, and he just burst out in tears because he was so sad to see me go, but was happy. It just broke my heart, but was so heartwarming at the same time. Câu hỏi của em là hãy kể lại một kỷ niệm gia đình nào đó mà em đáng ghi nhớ nhất. Em trả lời là khi mà em rời đi London thì ông đã khóc, và cái những giọt nước mắt đó là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Làm trái tim em tan vỡ, phải không? Không có nhiều. Sau đây xin mời thí sinh mang số danh 05, mời em. Câu hỏi dành cho em như sau: trong vòng 1 năm qua em đã học được những gì? 1 năm gần nhất nhé. Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban giám khảo và tất cả quý vị đang ngồi ở đây. Dạ. Trong vòng 1 năm qua em đã học được gì? Thật sự thì trong vòng 1 năm qua em học được rất là nhiều điều. Và cũng phải nói là trong quá trình lớn lên, growing up, em đã trải qua khá là nhiều trauma. Và trong the last năm thì em đã có một cái breakthrough và đã gọi là em đã học được cách meditate và học được cách calm hơn, và những cái cái personality
hồi đó của em tới bây giờ thì I would say I've matured a lot more. Cảm ơn em. Thank you. Một câu trả lời rất là tinh thần. Xin mời thí sinh kế tiếp, mời số 08. Câu hỏi của Trâm là tiền và hạnh phúc yếu tố nào thật sự quan trọng trong đời sống của bạn? Dạ thưa quý quan khách và ban giám khảo, em thấy yếu tố hạnh phúc là quan trọng nhất trong cuộc sống. Bởi vì có hạnh phúc, gia đình, chồng con ấm êm, đó mới là tất cả. Một cô gái chọn hạnh phúc, thưa quý vị, rất tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Xin mời thí sinh cuối cùng của chúng tôi, mang số báo danh 22. Đây là câu cuối cùng của bạn Hòa Hút nhé. English. Your question is, describe a time when you were under a lot of pressure and stress. How did you handle? It takes me back to my first musical, and one of my greatest fears was singing in front of people. It was very hard to sing as an individual, as myself. And it was the musical Gypsy. So I played Miss Tessie Tora, and I mean, it was just major, major stage fright. And I think everybody knows as a performer, it's scary to, you know, want to impress other people and to fulfill their hunger for an artistic expression. So I think what I did is I was backstage and I gave my stage fright a name. I was like, it's okay, Samantha. And I gave it Samantha because that's my sister's name and she's the one that always was really there for me as a kid that truly believed in me. So I think part of me was that I released the pressure of just having this ego and just expressed it through, you know, my singing voice. So, yeah. Và một lần nữa xin quý vị một tràng hót tay cho 12 cô gái xinh đẹp ngày hôm nay đã trả lời hoàn thành câu hỏi của mình một cách xuất sắc. Bây giờ hãy dành cái phần khó cho ban giám khảo để mời các em vào trong chuẩn bị cái phần đăng quang của mình. Ai sẽ là những cô gái đăng quang trong buổi tối ngày hôm nay? Chúng ta cùng chờ chút ít phút. Ngay bây giờ hãy cùng trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi để cùng đến với một cặp đôi mới trong showbiz hải ngoại. Quý vị, hai chàng ca sĩ rất điển trai, họ sẽ cùng với chúng ta gửi đến một vết thương cuối cùng. Thưa quý vị, một sáng tác rất nổi tiếng của Jin An. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ trên sân khấu của Minh Tránh Entertainment, tiếng hát của nam ca sĩ Tân Hy Khánh và Lưu Đăng Khoa với vết thương cuối cùng. Xin mời. Lời yêu đã tạ tới, tha một lần đi.
cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn mùa, mai một sau cuộc vui chẳng còn bao những ngọt bùi. Người đàn lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ đi.
Ngày dài mưa
buồn bay, ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô đôi tình nhân kia. Hãy thôi đi, tìm cho muôn năm ấm, những mùa đông còn vắng, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm đến với những nỗi nhớ vỡ vương. Em tình đã chết trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Em tình đã hết thôi thì bước đi, dẫu còn lại gì trong ngày xa. Oh,
của Minh Tránh Entertainment một lần nữa. Chúc Lam, Chúc Linh, Dương Hiến Như và Thùy Vân. Wow, tứ đại mỹ nhân của chúng tôi quá xuất sắc được vào trình diễn này phải không ạ? Thank you dancer. Xin mời Thùy Vân trở ra với Lưu Việt Hùng cho phần quan trọng nhất. Quý vị thân mến, thời khắc chờ đợi chúng ta đã đến. Ban giám khảo đã vào bên trong và chúng tôi đã có được những cái kết quả. Bây giờ xin mời đại diện ban tổ chức cho Lưu Việt Hùng kết quả của buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời trở lại một lần nữa những bông hoa đẹp nhất của chúng tôi trong top 12. Xin mời! Quý vị ơi, gần hết chương trình rồi. Mình hào phóng nốt thêm lần nữa được không ạ? Những tràng vỗ tay để các thí sinh của chúng tôi. Vỗ tay lên đẹp ạ! Xin mời đại diện của ban tổ chức xin cho chúng tôi biết kết quả của buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vậy là thời khắc quan trọng nhất cũng đã tới. Đêm nay ai sẽ là những đương kim hoa hậu mới của Minh Tránh Entertainment? Thì ngay giờ phút này, Lưu Việt Hùng và Thùy Vân đã có trên tay kết quả. Ngày hôm nay để kỷ niệm cho 10 năm anniversary của Minh Tránh Entertainment, cho nên chúng tôi sẽ có một số những hạng mục hoa hậu khác nhau, thưa quý vị. Ở hạng mục hoa hậu tài năng, chúng tôi xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 15 Hồ Phương Dung, giải thưởng vụ đầu tiên của chúng tôi, thưa quý vị. Giải thưởng vụ hoa hậu tài năng đã thuộc về Hồ Phương Dung. Xin mời đại diện ban tổ chức trao giải hoa hậu tài năng. Chị Hồ Phương Dung là một trong những người sở hữu giọng hát rất hay và thực sự chị xứng đáng với giải hoa hậu tài năng. Xin quý vị một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn cho Hồ Phương Dung. Ở hạng mục kế tiếp, chúng tôi sẽ đến với giải thưởng chính đầu tiên là hoa hậu người Việt thế giới. Chúc mừng chị Hồ Phương Dung, hoa hậu tài năng mới của Minh Tránh Entertainment. Rồi, thật nhanh cho phần trao giải. Ở hạng mục tiếp theo, một trong những hạng mục tránh của chúng tôi là hoa hậu người Việt thế giới. Chúng tôi xin được chúc mừng người đoạt giải Á hậu 1 trong hạng mục hoa hậu người Việt thế giới. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 05 An Nguyễn. Xin mời ban tổ chức trao giải cho An Nguyễn. Xin mời đại diện ban tổ chức. Thật nhanh cho quý vị. Những tràng vỗ tay của quý vị ạ. Dễ thương quá, cảm ơn quý vị thật nhiều. Chỉ còn ít phút nữa thôi, những nàng tân hoa hậu của chúng tôi sẽ chính thức lộ diện. Và giờ phút này là giờ phút mà các người đẹp chúng tôi vừa căng thẳng, vừa mệt mỏi, vừa đang rất hồi hộp. Nhiều khi đang chơi lô tô ở trong bụng, thưa quý vị. Cho nên rất cần có sự ủng hộ của quý vị bằng những tràng vỗ tay thật lớn đó mà. Và bây giờ, giải thưởng chính đầu tiên của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, Hoa hậu Người Việt Thế Giới 2018, xin được gọi tên thí sinh mang số báo danh. Số mấy quý vị ơi? Số báo danh 01 Lá Kỳ Anh, Hoa hậu Người Việt Thế Giới 2018. Một trong những hạng mục giải thưởng tránh của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi còn hai hạng mục nữa, thưa quý vị. Một trong những cô gái bước ra từ nghèo khó và ý chí rất mạnh mẽ để ngày hôm nay có được sự thành công trong cuộc sống
có một sự nghiệp vững vàng và có một nhan sắc thật là mỹ miều. Thưa quý vị, thật xứng đáng xin được chúc mừng cho Lã Kỳ Anh, Hoa hậu Người Việt Thế Giới 2018, đương kim Hoa hậu của chúng tôi. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho tân Hoa hậu Người Việt Thế Giới, Lã Kỳ Anh. Những giọt nước mắt đã rơi, vâng thưa quý vị, vô cùng hạnh phúc đúng không ạ? Và sau đây là hạng mục của Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế. Chúng tôi sẽ chỉ có một giải Á hậu 1, sau đó sẽ là Hoa hậu, thưa quý vị. Một lần nữa chúc mừng cho Lã Kỳ Anh, cảm ơn em. Em có thể di chuyển một chút xíu qua bên hông của sân khấu. Chúng tôi xin được chúc mừng ở hạng mục Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế. Xin được chúc mừng cho thí sinh đã đạt giải Á hậu 1 của chúng tôi ngày hôm nay. Thí sinh mang số báo danh 21 Hồng Thắm Nguyễn. Á hậu 1 trong hạng mục Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế. Xin mời ban tổ chức tiếp tục trao giải. Và chúng tôi chuẩn bị bước vào giải thưởng chính thứ hai, đó là Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế 2018. Chúc mừng cho đàn Á hậu của chúng tôi. Và bây giờ, vâng thưa quý vị, hãy cùng đến với giải thưởng chính thứ hai của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế 2018 gọi tên. Số mấy ạ? Gọi tên một con số không hề may mắn nhưng đêm nay đã làm nên điều kinh diệu. Thí sinh mang số báo danh 13, Lily Nguyễn. Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế gọi tên thí sinh Lily Nguyễn mang số báo danh 13. Một cô gái bước lên từ nghèo khó bằng tất cả nghị lực của mình, bằng tất cả những sự cố gắng của bản thân. Ngày hôm nay Lily Nguyễn đã có thành công nhất định cho đời sống, có được một sự nghiệp vững chắc và có được một tình yêu rất đẹp. Quý vị, chúc mừng cho đương kim Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế 2018 của Minh Tránh Entertainment. Hạng mục kế tiếp là hạng mục gì đi, Thị Vân? Hạng mục kế tiếp là Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới. Chúng ta sẽ có một Á hậu và một Hoa hậu. Xin được chúc mừng. Rất tuyệt vời, xin cảm ơn. Cảm ơn lại cho ban tổ chức và giám khảo. Và bây giờ Á hậu 1 của Người Việt Phụ nữ Thế Giới sẽ gọi tên. Số mấy? Thí sinh mang số báo danh 24, Dung Nguyễn, chúc mừng. Cô gái đến từ New Orleans, thưa quý vị, sở hữu một chiều cao đáng mơ ước, đang đăng quang Á hậu 1 của hạng mục Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới. Xin cảm ơn đại diện ban giám khảo và Á Vương Đức Nguyên của chúng tôi. Và bây giờ thưa quý vị, giải thưởng chính thứ ba của chúng tôi, nàng Hoa hậu thứ ba sẽ chính thức được lộ diện và chị Thị Vân sẽ là người xướng tên. Tân Hoa hậu thứ ba Phụ nữ Người Việt Thế Giới sẽ được trao cho số 11, Vân Lai Nguyễn. Tân Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới 2018 gọi tên Vân Anh Nguyễn, thí sinh bằng số danh 11, thưa quý vị. Nàng Hoa hậu thứ ba của chúng tôi đã lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Những tràng pháo tay của quý vị để khích lệ cho những nàng Hoa hậu của chúng tôi. Sẽ chỉ còn hai giải thưởng chính nữa thôi, thưa quý vị. Và hạng mục Hoa hậu Phu nhân Người Việt Quốc tế, chúng ta cũng sẽ có một Á hậu và một
hy vọng ban tổ chức sắp xếp những cái kèm phim để mình ghi cái Vương Miện Hoa Hậu lại cho chắc. Xin được chúc mừng Vân Anh Nguyễn, thưa quý vị, tân Hoa Hậu Phụ Nữ Người Việt Thế Giới 2018 của trung tâm Minh Tránh Entertainment. Xin chúc mừng một lần nữa. Cảm ơn Hoa Hậu Lương Thu Trang, đương kim Hoa Hậu của năm trước đã đến để trao giải cho nhà Hoa Hậu của chúng tôi năm nay. Kính thưa quý vị, Á Hậu Phu Nhân Người Việt Quốc Tế. Hình như cô này được hai giải. Được giải đó là một giải Hoa Hậu như thế nào? Được hai, yes. Được trao cho số báo danh số 8 Trâm Nguyễn. Á Hậu 1 của hạng mục Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt Quốc Tế 2018, gọi tên Trâm Nguyễn. Cảm ơn nhà thiết kế Thiệu Vi và Á Vương Đức Nguyễn đã thay mặt cho ban tổ chức và ban giám khảo lên trao giải. Những bông hoa tài sắc thực sự sẽ rất khó để lựa chọn, thưa quý vị. Trên sân khấu chúng tôi là những cô gái đẹp nhất đến từ khắp mọi nơi. Và bây giờ ở hạng mục chính tiếp theo, đó là Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt Quốc Tế, sẽ thuộc về thí sinh mang số báo danh 20 Sandy Nguyễn, đương kim Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt Quốc Tế 2018 của Minh Tránh Entertainment. Xin được chúc mừng cho cô Sandy Nguyễn. Xin cảm ơn đại diện của ban tổ chức và ban giám khảo, những đảng hoa hậu của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt Quốc Tế 2018 của Minh Tránh Entertainment đã chính thức gọi tên Sandy Nguyễn. Xin được chúc mừng cho các tân hoa hậu và á hậu của các hạng mục. Và bây giờ thì xin mời những thí sinh còn lại chưa được gọi tên, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và đứng lại gần nhau hơn cho hạng mục cuối cùng Hoa Hậu Danh Nhân Người Việt Thế Giới. Wow. Xin mời những thí sinh còn lại đứng lên một bước và đứng lại gần nhau. Hoa Hậu Chính nào? Chúng ta có thể đứng về giữa. Hết rồi. Wow. Ở hạng mục cuối cùng này, vâng thưa quý vị, hạng mục quan trọng của chúng tôi, Hoa Hậu Danh Nhân Người Việt Thế Giới, chúng tôi cũng sẽ có hai giải, một giải Á Hậu, một là giải Hoa Hậu. Sau đây hãy cùng chúc mừng cho thí sinh đã đăng quang trong giải Á Hậu của Danh Nhân Người Việt Thế Giới 2018, gọi tên thí sinh mang số báo danh 17, Danielle Cao. Vâng thưa quý vị, vậy là chúng ta chỉ còn ba nàng thơ xinh đẹp còn ở lại và giờ đang run cầm cập. Thưa quý vị, nhìn thì đằng sau cô nào cũng run và vẫn gắng nở nụ cười. Chúng tôi chỉ còn một giải thưởng chính cuối cùng thôi, thưa quý vị, đó chính là giải thưởng Hoa Hậu Doanh Nhân Người Việt Thế Giới 2018 của Minh Tránh Entertainment. Xin chúc mừng. Và bây giờ đây, vâng thưa quý vị, chỉ còn 3 số trên sân khấu. Lưu Việt Hùng và Thùy Vân sẽ đến gần hơn với 3 ngàn của chúng tôi ở đây. Ở đây Hùng thấy là mình còn số 16, còn số 9, số 22. Quý vị nào là fan của số 22, vỗ tay! Vỗ tay quý vị ơi! Ai là fan của số 22? Quý vị nào là fan của số 9, vỗ tay ạ! Là fan của số 16, vỗ tay ạ. Và ngay sau đây, thưa quý vị, chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi lâu. Hạng mục một trong giải thưởng quan trọng của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Hoa Hậu Danh Nhân Người Việt Thế Giới 2018 chính thức gọi tên thí sinh mang số báo danh. Công chiến thí sinh mang số báo danh 09. Gọi tên Thùy Dung Cao. Bên cạnh đó, Thùy Dung Cao cũng đoạt giải thí sinh có làn da đẹp nhất của chúng
quay được tốt em đây. Thank you. Xin cảm ơn những thí sinh còn lại. Một lần nữa, hãy cùng chúc mừng cho đương kim Hoa hậu danh nhân người Việt thế giới 2018 Thùy Dung Cao của chúng tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị trong ngày hôm nay và đặc biệt là các nhà thiết kế và ban giám khảo. Và bây giờ hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của những đại hoa hậu của chúng tôi. Xin mời những đại hoa hậu của những hạng mục quan trọng nhất cùng đứng cạnh nhau để chúng ta sẽ cùng có những tấm ảnh và ngày mai trên tất cả các trang mạng, trên tất cả các trang truyền thông báo chí, hình ảnh của những nàng đương kim hoa hậu mới của chúng tôi Vinh Tránh sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi. Và hy vọng rằng bước ra từ cuộc thi năm nay, các nàng hoa hậu của chúng tôi sẽ có thêm thật nhiều những điều thiện nguyện cho cuộc sống này. Chúng tôi xin được mời đặc biệt bước lên phía trước những nàng đương kim hoa hậu của chúng tôi, thưa quý vị. Một lần nữa xin được mời đương kim hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới Vân Anh Nguyễn bước lên phía trước, đương kim hoa hậu phu nhân người Việt quốc tế Sen Nguyễn bước lên phía trước. Xin mời đương kim hoa hậu người Việt thế giới Lã Kỳ Anh bước lên phía trước. Xin mời hoa hậu bước lên phía trước, những nàng đương kim hoa hậu phụ nữ người Việt trước. Và bên cạnh đó xin mời tất cả những đàn á hậu, chúng ta sẽ đứng ở hai bên để chúng ta cùng đến với nghi thức đăng quang của chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa, hãy cùng nhìn ngắm lại những đàn đăng hoa hậu của chúng tôi và xin quý vị và chào tay thật lớn. Everybody say yeah! Xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Một lần nữa, Lưu Huyền Hồng, Thùy Vân và ekip thực hiện chương trình của Vinh Tránh đã thay mặt cảm ơn quý vị thật nhiều. Bây giờ đây hãy nhìn ngắm những đàn tân hoa hậu của chúng tôi một lần nữa và dành cho họ thật nhiều cho bàn tay thật lớn. We love you. Chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an lành và một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chúc các tân hoa hậu, tân á hậu được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin mời tất cả các ca sĩ, các dancer chúng ta cùng lên sân khấu để chúc mừng cho sự thành công của cuộc thi Hoa hậu năm nay của trung tâm Minh Tránh Entertainment. Bây giờ là lúc chúng ta có thể lên sân khấu để tặng hoa cho những nàng hoa hậu của chúng tôi. Xin mời! Xin mời tất cả các ca sĩ, các dancer và tất cả quý vị chúng ta cùng ra để mình chụp hình với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là lúc chúng ta có thể chụp hình cho các nàng hoa hậu và gửi những lời chúc mừng đến những người đẹp của chúng tôi. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoa hậu người Việt thế giới Lã Kỳ Anh, Hoa hậu phụ nữ người Việt quốc tế Lily Nguyễn, Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới Vân Anh Nguyễn, Hoa hậu phu nhân người Việt quốc tế Sandy Nguyễn và cuối cùng Hoa hậu danh nhân người Việt thế giới Thùy Dung Cao. Hẹn gặp lại quý vị vào mùa giải năm sau. And we love you and see you again. Ủa, còn không? Còn. Mừng quá các bạn ơi. Đến livestream cho các bạn nha. Wow, vui quá cả nhà ơi. Hồi hộp quá, đầu tiên quá. Đây, về mình mấy ảnh của mình đi. Cái giỏ đó. Cái giỏ đây ta. Anh giữ giùm em cái này cái đi, anh giữ giùm em. Anh cứ quay giùm em nha, để em chuẩn bị. Ok.
thôi anh cứ để nó đi rồi cái gì mình để nó đứng ở đây đi được rồi. Rồi bây giờ anh chụp đi ha. Thì ta che hết à. Vô em. Vậy. Thank you.
quay á. Thank you cả nhà nha. Ôi, mình ngưng nha. Cảm ơn cả nhà nha. Để update hình sau cho cả nhà nha. See you nha. See you. Anh kết thúc, cảm ơn cả nhà.